chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 8 tháng 11 của kênh VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tàn dư của vùng áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây ra mưa vừa mưa to cho các tỉnh ở tại khu vực Tây Nguyên và tại Nam Bộ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, ngày hôm nay khi mà vùng áp thấp dịch chuyển sang phía Tây và tan dần thì mưa cũng giảm trên các khu vực này. Ở Tây Nguyên và các tỉnh ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ, trời tạnh ráo hơn, trưa chiều có nắng và nền nhiệt độ thì tăng trở lại, thời tiết trở lại thuận lợi cho cuộc sống của người dân. Chỉ lưu ý là các tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ bao gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau, đôi lúc trời vẫn nhiều mây và có mưa. Đới gió đông dầu ẩm tầng cao còn duy trì, tuy nhiên hoạt động yếu hơn những ngày trước đó. Do vậy trong ngày hôm nay thì suốt dọc các tỉnh từ khu vực Nghệ An cho đến Quảng Ngãi trời vẫn nhiều mây, có mưa rào với lượng phổ biến là từ 10 cho đến 20mm. Thời tiết vẫn chưa thuận lợi cho việc hong phơi đồ đạc hay là các hoạt động ngoài trời của người dân. Trong khi đó thì khu vực Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận thì mưa sẽ giảm dần, trời tạnh ráo hơn và gió ở tại vùng ven biển thì cũng tạm thời suy yếu. Bà con ngư dân có thể tranh thủ ổn định lại cuộc sống sinh hoạt của mình sau những ngày mưa to gió lớn. Ngược trở lại với thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, ngày hôm nay thì khối không khí lạnh có cường độ yếu tiếp tục chi phối khu vực và như vậy thời tiết khắp các tỉnh thành từ khu vực Tây Bắc sang đến Việt Bắc và cả khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ thì vẫn chưa có nhiều biến đổi, trời nhiều mây và có mưa vài nơi vào thời điểm trước 8 giờ sáng. Và đến trưa chiều thì mây giảm, trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ổn định ở trong khoảng từ 27 cho đến ngưỡng 29 độ. Nhìn chung là thời tiết thì vẫn thuận lợi cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, hôm nay ở tại thủ đô Hà Nội, trời sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ lất phất trong thời điểm trước 8 giờ sáng. Và sau đó thì trời phổ biến là ít mưa, trưa chiều đôi lúc có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thủ đô sẽ đạt ở mức là từ 27 cho đến 29 độ. Tuy nhiên là do trời nhiều mây hơn, ẩm tăng và số giờ nắng không kéo dài, nên các hoạt động hong phơi đồ đạc hay là các đồ nông sản của người dân cũng không mấy thuận lợi. Đêm nay tại Hà Nội thì trời còn nhiều mây và lác đác có mưa nhỏ ở một vài nơi, nên nhiệt độ giảm xuống và dao động chỉ ở ngưỡng là từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình ở vào khoảng là 80%. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, hôm nay thì trời cũng nhiều mây, có sương mù nhẹ trước thời điểm 8 giờ sáng. Và sau đó thì thành phố không mưa, đến trưa chiều mây giảm và trời hứng nắng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động quanh ngưỡng là 28 độ. Thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, gió ven biển cũng tạm thời giảm và chỉ còn hoạt động với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4, nên ngư dân có thể tiến hành các hoạt động đánh bắt gần bờ. Tuy nhiên bà con không nên ra khơi xa vì là gió đông bắc ngoài khơi vẫn còn thổi mạnh, gây biển động và còn hoạt động mạnh hơn trong những ngày sau đó. Đêm nay thì thành phố không mưa, nhiều mây, trời không mưa, nhiệt độ giảm xuống, phổ biến chỉ ở ngưỡng là từ 22 đến 24 độ. Xin được chuyển sang thời tiết ở tại Đà Nẵng. Thì tương tự như thời tiết các tỉnh Trung Trung Bộ, ngày hôm nay thành phố Đà Nẵng vẫn nhiều mây và có mưa, tuy nhiên lượng mưa có giảm hơn 24 giờ trước đó. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố chỉ dao động ở trong khoảng là từ 24 đến 28 độ, cùng độ ẩm không khí dồi dào, trung bình ở ngưỡng là từ 90 đến 95%. Theo dự báo thì ngày mai thành phố sẽ tạm thời là giảm mưa hơn, tuy nhiên là mưa to và gió mạnh sẽ tăng trở lại trong đêm thứ Bảy sang ngày Chủ nhật cuối tuần. Do vậy người dân khu vực tiếp tục cảnh giác cao với tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão Haiyan và có phương án chủ động phòng tránh kịp thời. Ngư dân ven biển không nên ra khơi xa trong những ngày sắp tới. Đúng như những gì nhận định từ mấy ngày trước đó, thì hôm qua mưa lớn và gió mạnh đã gây ra nhiều xáo trộn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân các tỉnh Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Do không còn hình thế đặc biệt nào tác động, nên Nam Bộ quay trở lại kiểu thời tiết ít mưa, ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng là từ 30 đến 31 độ. Thời tiết sẽ rất thuận lợi cho người dân khu vực, có thể tranh thủ dọn dẹp lại môi trường xung quanh, ổn định lại cuộc sống sinh hoạt của mình. Về đêm, nhiệt độ ở thành phố dao động ở khoảng từ 24 đến 25 độ. Vẫn chịu ảnh hưởng của tàn dư vùng áp thấp nên các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ, thì vẫn đôi lúc là nhiều mây, có mưa rào. Tuy nhiên lượng mưa giảm hơn, chỉ dao động ở trong ngưỡng từ 5 đến 10mm. Và thời tiết thì cũng chưa thuận lợi cho việc hong phơi đồ đạc của người dân. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở tại Cần Thơ thì chỉ dừng lại ở mức là từ 29 đến 30 độ. Đêm nay thành phố nhiều mây, tuy nhiên trời bắt đầu tạnh ráo hơn và nhiệt độ dao động ở trong khoảng từ 24 cho đến ngưỡng 25 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!